Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, những người tuổi Mão mệnh thủy có tính tình thật thà, ngay thẳng, hiền lành, nhưng lại không có mục tiêu phấn đấu, ý chí quyết tâm. Bởi vậy mà tuổi Ân Mão thường có xu hướng sống an nhàn, an phận, không ham giàu sang, vinh hoa phú quý. Dù về bề ngoài vô tư, lạc quan, nhưng đôi lúc người này cũng có những tâm tư thầm kín, không muốn chia sẻ cho người khác. Họ sợ cảm giác bị bạn bè, những người thân xung quanh phản bội. Vì thế tuổi Mão thường khép kín bản thân mình, hạn chế thổ lộ những bí mật của mình cho người khác. Nhưng trong năm 2021 sắp tới sẽ hoàn toàn khác, sẽ là một năm mà tuổi Ân Mão có ý chí quyết tâm cao hơn cả. Bởi trong năm 2020, tuổi Ân Mão đã bị Thái Tuế kìm hãm, lại cộng thêm dịch bệnh, khiến con giáp không thể đứng yên một chỗ. Thời điểm 2021 chính là thời điểm mà tuổi Ân Mão bứt phá vỡ tính cách để tìm cơ hội phát triển bản thân. Vậy trong 6 tháng cuối năm 2021, vận trình của tuổi Ân Mão sinh năm 1975 sẽ xảy ra những điều gì? Tuổi Ân Mão có gặp được quý nhân nào hay không? Trên con đường công danh, sự nghiệp có gặp phải những khó khăn hay trắc trở nào? Sức khỏe và tình duyên có những chuyển biến như thế nào trong 6 tháng cuối năm 2021? Không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem vận trình của tuổi Ân Mão sinh năm 1975 trong chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây sẽ là phần tổng quan tử vi của cô chú tuổi Ân Mão sinh năm 1975 trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Theo tử vi 6 tháng cuối năm 2021 thì những cô chú tuổi Ân Mão không phải chịu tác động trực tiếp từ Thái Tuế, nên năm 2021 chủ yếu là bình ổn, không có nhiều sóng gió. Tuy nhiên, vì quá bình ổn nên cô chú khó gặp được cơ hội như mong muốn, ít thời điểm để thể hiện điểm mạnh của bản thân. Cho nên cô chú cần luôn trong tư thế sẵn sàng để nắm bắt cơ hội. Đừng nên lơ là, kẻo bị tụt hậu so với giới trẻ. Cơ hội kiếm tiền cũng không đến một cách thường xuyên. Cô chú cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý để không rơi vào cảnh cháy túi. Ngoài ra, các cô chú đang làm đầu tư, kinh doanh, tốt nhất không nên đưa ra những quyết định vội vàng nếu không muốn hối tiếc về sau. Đặc biệt trong thời điểm này, cô chú tuổi Ân Mão hãy mang theo bên mình pháp khí hộ thân, kim bài, thái tuế để nghênh đón quý nhân, hóa giải mọi hung tinh, vận hạn trong năm. Từ đó mang lại may mắn, bình an cho chính mình. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình của cô chú tuổi Ân Mão trong 6 tháng cuối năm 2021 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp và quan vận. Tử vi của cô chú tuổi Ân Mão trong 6 tháng cuối năm 2021 cho thấy công việc tiến triển đều đặn nhưng khó có những bước phát triển nhảy vọt. Cô chú cần kiên trì tiếp tục việc mà mình đang làm, chớ nên vội vàng muốn chứng tỏ bản thân và lấy lòng lãnh đạo vì như thế có thể gây phản tác dụng. Ngoài ra, cô chú nên dành thời gian để bồi dưỡng kiến thức chuyên môn của bản thân để đến khi thời cơ xuất hiện, cô chú đang ở trong tư thế sẵn sàng nắm bắt. Trong thời gian này, các cô chú đang làm kinh doanh, sản xuất cũng không nên vội vàng mở rộng quy mô. Nếu không, cô chú sẽ dễ vướng rắc rối trong các thủ tục pháp lý, thậm chí là bị lừa gạt. Để mọi việc được phát triển một cách hanh thông, thuận lợi, cô chú tuổi Ân Mão hãy mang theo bên mình pháp khí, phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Vòng sẽ chiêu tài lộc, may mắn cho sự nghiệp của cô chú,
Đồng thời, phòng sẽ chiêu mời quý nhân che chở, giúp đỡ công việc được hanh thông, thuận lợi, phát triển hơn trong năm 2021. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tài chính của cô chú tuổi Ân Mão trong nửa cuối năm 2021 nhìn chung bình ổn, không đến mức suy giảm nhưng cũng không quá rực rỡ. Tiền kiếm được đều đặn nhưng không nhiều, nhất là với những cô chú làm đầu tư hoặc buôn bán. Trong thời gian này, cô chú cần biết thỏa mãn đối với những gì mà mình đang có. Đừng nên nhẹ dạ cả tin, cũng không nên lừa đảo, lần lọng người khác để mong kiếm tiền. Nếu làm ăn bất chính, cô chú sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Ngoài ra thời điểm này, cô chú tuổi Ân Mão hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh, Minh Quang Pháp Bảo. Đây là hai vật phẩm giúp cô chú khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt trong mọi việc. Từ đó sẽ giúp công việc được hành thông, thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt, vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Tử Vi còn nói rằng, cô chú tuổi Ân Mão vẫn có đào hoa nhất định, nhưng không nhiều. Nếu cô chú vẫn còn độc thân thì khó nên duyên với người khác. Cô chú nên dành thời gian để tìm hiểu và quan sát mọi người xung quanh nhiều hơn. Chớ nên vội vàng đến với một ai đó chỉ vì cảm xúc nhất thời. Còn với những cô chú đã có gia đình, có một năm bình yên và không có nhiều sóng gió, cô chú và nửa kia của mình đã biết cách bình tĩnh, trò chuyện để giải quyết mọi bất đồng, chứ không còn quá cứng nhắc như trước. Ngoài ra, để có thể kích hoạt tình duyên, thầy phong thủy khuyên cô chú tuổi Ân Mão hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Với năng lượng của tam hợp khí sẽ giúp cô chú đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ, đồng thời kích hoạt vận đào hoa cho cô chú trong năm 2021. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Thời điểm trong năm Tân Sửu, cô chú tuổi Ân Mão cần giữ bình tĩnh mỗi khi giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn. Đừng nên chủ động ẩu đả đối với người khác, điều này chỉ khiến bản thân cô chú bị thương. Ngoài ra, trong cuộc sống hàng ngày, cô chú nên chú ý chế độ làm việc, nghỉ ngơi, đồng thời hoạt động thể dục, thể thao đều đặn để duy trì sức khỏe. Đặc biệt, để hóa giải những hung tinh và vận xấu, thầy phong thủy khuyên cô chú tuổi Ân Mão hãy mang theo bên mình pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Vòng sẽ giúp chiêu mời quý nhân bảo vệ, che chở cô chú trong năm 2021. Vòng cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh cho cô chú tuổi Ân Mão, dù ở bất cứ đâu, bất cứ hoàn cảnh nào. Quý vị thân mến, trên đây là vận trình cụ thể của cô chú tuổi Ân Mão trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Sau đây xin mời mọi người hãy cùng tìm hiểu khung cát từng tháng của các bác qua phần tiếp theo của chương trình Tử Vi tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch, cô chú Ân Mão không gặp phải vấn đề gì lớn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Chất lượng công việc dần dần được cải thiện, cô chú đã giải quyết các nhiệm vụ quen tay nên không còn nhiều khó khăn, khúc mắc như trước. Chuyện kiếm tiền cũng khá thuận lợi bởi cô chú quen được thêm nhiều đối tác, bạn hàng mới. Tuy nhiên, vấn đề sức khỏe của cô chú tuổi Ân Mão trong tháng này lại không được lý tưởng. Có thể cô chú đang quá tập trung vào sự nghiệp nên cố tình làm lơ những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể. Tháng 8 âm lịch. Tháng này, cô chú tuổi Ân Mão không gặp phải biến cố gì quá lớn, nhưng nếu muốn đạt đến sự thăng tiến trong sự nghiệp thì lại tương đối khó khăn. Bởi cô chú ít gặp được cơ hội để thể hiện giá trị của bản thân mình và thường khắc phục vấn đề bất ngờ xuất hiện hơn là nhận được những nhiệm vụ mang tới tính thách thức. Cô chú có thể dành một khoảng thời gian này để tạm thời thả lỏng bản thân, tiếp tục lập kế hoạch cho tương lai của mình. Cô chú không cần thiết phải vội vàng chạy theo bước chân của người khác. Tử vi tháng 9 âm lịch, sức khỏe của cô chú tuổi Ân Mão có những chuyển biến tích cực trong tháng 9 âm lịch. Cô chú sẽ luôn cảm thấy khỏe khoắn và tràn trề tinh thần phấn đấu mỗi khi bắt tay vào công việc. Ngoài ra, việc ham thích giao lưu, vận động cũng giúp cô chú kết giao được với nhiều bạn bè, nhiều đối tượng mới triển vọng trong lĩnh vực làm ăn, kinh doanh. Cộng thêm các tinh phù trợ, công việc của cô chú có những bước tiến triển đều đặn, chỉ cần cố gắng phấn đấu là ắt gặt hái được thành tích đáng ngưỡng mộ vào cuối tháng. Tử vi tháng 10 âm lịch.
Sự nghiệp của cô chú tuổi Ân Mão không có nhiều bước phát triển nổi bật trong tháng này. Chủ yếu là vì cô chú thường xuyên lơ là, thiếu tập trung nên sẽ mắc những lỗi đáng tiếc. Chuyện kiếm tiền cũng không thực sự thuận lợi trong tháng này. Cô chú cần cẩn thận mỗi khi tiếp xúc với những đối tượng khách hàng, đối tác làm ăn. Nếu không sẽ mắc bẫy, phải dùng tiền mới giải quyết được vấn đề. Tháng 11 âm lịch. Vận trình của cô chú tuổi Ân Mão trong tháng 11 âm lịch cũng không được lý tưởng, nhất là về tài lộc. Thời gian này cô chú sẽ không kiếm được các khoản thu phụ, trong khi đó các khoản chi phí lại không ngừng gia tăng. Cho nên cô chú cần chú ý chi tiêu có kế hoạch, chớ tiêu tiền cho những sở thích nhất thời. Tử vi tháng 12 âm lịch. Tháng chạp, vận thế của cô chú tuổi Ân Mão có dấu hiệu đi lên, mà dễ thấy nhất là trên phương diện tài lộc. Cả năm qua cô chú đã làm việc vất vả, và đây chính là lúc cô chú được tận hưởng thành quả của mình. Thời gian này, một số cô chú trong lĩnh vực làm ăn, kinh doanh cũng có cơ hội mở rộng sản xuất hoặc buôn bán, kiếm lãi gấp bội vào thời điểm cuối năm. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu vận hạn của cô chú tuổi Ân Mão trong vận trình nửa cuối năm 2021 theo sao hạn và lá số tử vi để hiểu rõ hơn. Thứ nhất, sao hạn của cô chú tuổi Ân Mão. Trong 6 tháng cuối năm, cô chú tuổi Ân Mão, đặc biệt là chú, bị sao Thổ Tú chiếu mệnh. Thổ Tú là hung tinh, thường đem lại sự trở ngại, xung khắc, thị phi, có kẻ ném đá giấu tay, sinh ra thư kiện, xuất hành không thuận, gia đạo bất hòa, chăn nuôi thua lỗ và sức khỏe yếu, xấu nhất vào tháng 8 âm lịch. Thời gian này, cô cũng kém may mắn khi bị sao Văn Hớn chiếu mệnh. Bởi khi gặp sao này chiếu mệnh, công việc ở mức trung bình, cô dễ vướng khẩu thiệt, phòng thương tật, ủ đau, nóng nảy mồm miệng, gặp tai hình và kiện cáo pháp luật. Không những vậy, cả cô chú còn bắt gặp phải hạn ngu mộ, bởi hạn này chủ về hao tài, bất an. Cô chú chớ mua đồ lậu và đừng cho ai ngủ nhờ, chủ về tai bay vạn gió, phòng mất của. Thứ hai, nội dung can niên vận 6 tháng cuối năm 2021 theo lá số tử vi. Cung mệnh của cô chú tuổi Ân Mão trong sao Lưu Hà và Tang Môn gây bất lợi cho sức khỏe, gia đình có tang chế, đề phòng tai nạn sông nước. Cung tam hợp có các sao Thiên Mã, Đại Hao, Tuế Phá, Điếu Khách, báo hiệu một thời gian dài dịch chuyển nhiều, vất vả, có dấu hiệu hao tài, gia đình có chuyện không vui. Cuối cùng là cung xung chiếu gồm có các tinh Lộc Tồn, Hàn Trì, Giải Thần, vừa các tốt cho nhân duyên và tài lộc. Nhưng hung tinh, phiên liên, bạch hổ, thiên quan gây hại cho sức khỏe, đề phòng tai nạn bất ngờ phải đầu chạm đến dao kéo hoặc họa thị phi quan trọng. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng cuối năm 2021 của cô chú tuổi Nhâm Tý sinh năm 1975. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi, phong thủy luận giải. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật được những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị, các bạn luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ. Cảm ơn quý vị, các bạn luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.